Chị Hiền. Ủa? Mới qua hả? Gì vậy? Chị ba bị gì vậy? Hả? Nãy em vô em chào chị ba, mà cha ba bù xo. Chị ba cãi lộn phải không? Cãi đâu mà cãi. Bữa giờ ba bị bệnh, ảnh hưởng tâm lý đó. Chị ba bị bệnh gì chị? Có nguy hiểm không? Bệnh gì? Bệnh gì mà tự nhiên mặt buồn xo vậy? Bữa giờ bà bị đau bụng. Trời đất ơi, bị đau bụng thôi bà làm quá vậy trời. Chưa nói hết là cái con nhỏ này cái tánh kỳ cục. Đau bụng rồi đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói là bị sỏi túi mật. Cho nên tâm lý chị buồn lo vậy đó. Trời ơi. Bệnh sỏi thận đúng không? Chứ sỏi túi mật là bệnh gì em chưa nghe bao giờ luôn á. Con nhỏ này, em tại em chưa nghe thôi chứ cái bệnh đó xảy ra nhiều lắm á, mà đặc biệt là với người trung niên đó. Có bệnh đó luôn hả? Sao có? Sỏi túi mật xảy ra với người trung niên. Đúng rồi. Tính vậy? Em tính coi khi nào em tới tuổi trung niên. Ê, trời ơi, lo xa quá, còn lâu lắm. Con nhỏ này mà chị à, đi khám bác sĩ rồi đúng không? Rồi bác sĩ có tư vấn cái cách nào mà chữa trị không? Thì bác sĩ có tư vấn có hai cách. Ồ, có hai cách là được rồi. Một á là không phẫu thuật. À, được rồi. Nhưng mà cái bệnh này là không có thuốc đặc trị, cho nên đâu có thuốc uống đâu. Thì có thể lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, do nó liên quan tới những bộ phận khác trên cơ thể đó. Vậy không được đâu. Tự nhiên đã có bệnh rồi mà còn không uống thuốc, không chữa trị được, coi như là sống chung với nó hả? Cách này không được đâu. Cách thứ hai đi. Cách thứ hai là phẫu thuật. Là nghĩa là phải cắt bỏ túi mật đó. Nhưng mà người bệnh sau khi phẫu thuật rồi á thì phải hạn chế ăn uống, đặc biệt là những cái dầu ăn à, những cái thức ăn có dầu mỡ là phải hạn chế tuyệt đối luôn em. Cũng không ổn lắm ha. Cách đầu tiên á là không phẫu thuật nhưng mà không có thuốc là coi như sống chung với bệnh. Cách thứ hai á là phẫu thuật cắt bỏ nó đi nhưng mà hạn chế ăn uống. Trời ơi, không ăn được, em không ăn được, cái miệng em sạch sạch tới ngày không ăn được em khó chịu lắm. Vậy em phải chọn cách nào ta? Cái gì vậy nhỏ này? Tự nhiên em chọn chi? Vấn đề bệnh của chị ba để chị ba chọn chứ, tự nhiên ngồi đó chọn. Quên, bị rối. Ủa, chị ba chọn cách nào? Thì chị thấy là chị ba đang phân vân. Cách một thì lo, cách hai thì lại sợ phẫu thuật. Và cái cách thứ ba chị đang làm đó là em biết gì không? Đó, lên mạng tìm hiểu về cái phương thuốc dân gian để điều trị bệnh này. Thật sự chị thấy chị lo lắm luôn á. Trời ơi, lo là đúng nha. Thật ra cái người mà bị bệnh á, người ta nghe phẫu thuật á là người ta sợ. Tâm lý là tâm lý chung thôi. Không đúng có rồi. Trách chị ba được. Nhưng mà cái chuyện mà đi tìm cái phương pháp dân gian gì đó em thấy cũng không tốt. Tại vì sao? Phương pháp dân gian nhiều khi nó không khoa học, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nữa. Chứ gì nữa. Ủa nhưng mà chị, ủa, hả? Chị có quen bác sĩ nào không? Quen thì không có quen. Nhưng mà chị biết có nhiều bác sĩ ở trên đài truyền hình Bình Dương, cái chương trình bác sĩ gia đình á, cũng hay tư vấn cho những người có cái triệu chứng về bệnh á. Hay là cái gì nữa? Bây giờ em với chị vô nói chuyện với chị ba, kêu chị ba viết thư gửi lên đó để cho bác sĩ tư vấn coi là cái bệnh tình của chị ba là bây giờ là phải làm sao để tốt nhất. Ha, sao chị không nghĩ ra chuyện đó ta? Đúng rồi đó. Hay là hai chị em mình đi vô nói với chị ba một tiếng ha. Nhanh liền, trời ơi, để chị chỉ đầu chị. Cảm ơn nghe.